quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình COP26, Quốc hội hành động chống biến đổi khí hậu của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, trong xu thế toàn cầu đang chuyển hướng sang phát triển bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đã có những động thái tích cực đón nhận các mục tiêu liên quan đến ESG, tức là môi trường, xã hội, quản trị. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp Việt đã tham gia một cách chủ động và nỗ lực giảm thiểu carbon, giảm rác thải, cũng như là các hoạt động trách nhiệm với cộng đồng như là một phần trong các tiêu chí ESG. Thực hành đúng các tiêu chí này giúp cho doanh nghiệp phát triển xanh, bền vững. Tuy nhiên, việc lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vậy cần phải tháo gỡ những rào cản ấy như thế nào, tạo điều kiện thuận lợi để quá trình thực hành ESG diễn ra hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 của chúng tôi ngày hôm nay. ESG là cụm từ viết tắt bởi Environmental, môi trường, Social, xã hội và Governance, quản trị doanh nghiệp. Đây là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng, tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng. Các thành phần trong bộ tiêu chí ESG bao gồm: môi trường, đánh giá các vấn đề liên quan đến tác động của doanh nghiệp đến môi trường sống như phát thải khí nhà kính, quản lý nước và chất thải, nguồn cung nguyên liệu thô, tác động từ biến đổi khí hậu. Xã hội, đánh giá các vấn đề liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập của doanh nghiệp trong nội bộ và với các bên liên quan như quản lý lao động, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng. Quản trị, đánh giá các vấn đề liên quan đến quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy định pháp luật. Tiêu chuẩn ESG được xem là một công cụ để giúp đánh giá mức độ thực hành ESG của doanh nghiệp, là cơ sở để nhận biết các công ty có trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp sẽ báo cáo mức độ thực hành ESG của mình dựa trên các bộ khung báo cáo phát triển bền vững. Tại Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc VCCI đã xây dựng bộ chỉ số CSI 2022 với 130 chỉ số. CSI được xem như một công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững, giúp doanh nghiệp có thể tự đánh giá sức khỏe của mình trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường. Sử dụng CSI cũng hỗ trợ doanh nghiệp thực hành khung đánh giá ESG. Phát triển bền vững là mối quan tâm hàng đầu khi mà ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên ngày càng nghiêm trọng hơn. Phát triển bền vững theo tiêu chí ESG thì lại càng quan trọng và đã trở thành xu hướng chung của thế giới. Tại Việt Nam cũng không ngoại lệ, xu hướng này đang dần được cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện. Khác với bầu không khí ảm đạm của nhiều doanh nghiệp giai đoạn nước rút trong một năm nhiều khó khăn, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này có thể dự tính được doanh thu của năm nay vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm ngoái. Nhiều kế hoạch mới đang được xây dựng. Không định hình là doanh nghiệp tạo tác động xã hội mà chỉ mong muốn bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt. Ban đầu doanh nghiệp này đã loay hoay với hàng ngàn tiêu chuẩn, quy định khắt khe về gia vị khi tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. Đó là lúc mà doanh nghiệp thực sự thấy cần phải chuyển hướng kinh doanh bền vững hơn. Bắt đầu với những khoảnh rừng nhỏ trồng theo hướng hữu cơ, dần dần doanh nghiệp đã làm chủ cả nghìn hecta được chứng nhận hữu cơ. Cũng từ đây, vô vàn những cơ hội đã mở ra. Bây giờ chúng tôi có rất nhiều thị trường, có nhiều sự lựa chọn và chúng tôi được phép lựa chọn khách hàng. Thay vì việc trước đây là chúng tôi sẽ phải đi tìm rồi thuyết phục từng khách hàng một, nhưng bây giờ chúng tôi được phép lựa chọn khách hàng. Khách hàng nào mà muốn mua sản phẩm hữu cơ, khách nào muốn mua sản phẩm cao thì chúng tôi sẽ bán. Ô nhiễm nhựa trở thành mối quan tâm hàng đầu của cả thế giới. Kết quả khảo sát mới đây của PwC về thói quen tiêu dùng cho thấy hơn 47% người tham gia khảo sát cho biết họ ưu tiên sử dụng các sản phẩm có thể tự phân hủy. Việc kinh doanh các sản phẩm tái sinh là một hướng kinh doanh bền vững, mang lại cơ hội cho doanh nghiệp nhanh nhạy nắm bắt. Chúng tôi thu gom những chai nhựa qua sử dụng và với quá trình tái chế công nghệ hiện đại thì chúng tôi ra những cái hạt nhựa để cung cấp cho những cái chai với công nghệ bottle to bottle. Thì việc này giúp cho cái chai nhựa nó có một cái hành trình mới, thay vì trước đây là chôn lấp hoặc là xả thải ra biển thì bây giờ chai nhựa được cấp vòng đời mới lên tới 50 lần. Mặt khác, chuyển đổi năng lượng được đánh giá là có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thực hiện ESG và được coi là góp phần lớn nhất vào việc giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tích cực áp dụng các biện pháp xanh hóa sản xuất, chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, tái chế tuần hoàn chất thải. Đây là dây chuyền tái chế giấy sử dụng hệ thống lò hơi tầng sôi đa nhiên liệu, vận hành bằng các nguyên liệu như vỏ cây, mùn cưa, chấu. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý kỵ khí, hệ thống xử lý oxy hóa khử cũng được đầu tư xây dựng với công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về cả tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Vận hành thường xuyên những hệ thống công nghệ hiện đại này không chỉ giúp doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm sạch mà còn tiết kiệm nhiều chi phí, nhân lực,
đồng thời tái sử dụng tối đa lượng nước thải. Chúng tôi sẽ theo chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống quản lý ESG để chúng tôi cũng là cái sản phẩm chúng tôi có khi mà xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài hay cho khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài FDI ấy, thì họ cũng rất cần những cái tiêu chí như vậy. Ngoài ra thì chúng tôi thấy là càng ngày quy định của nhà nước về vấn đề bảo vệ môi trường càng ngày càng chặt chẽ và điều đó thì giúp cho chúng tôi được cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp. Việc áp dụng năng lượng xanh trong thực hành ESG cũng sẽ đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định liên quan trên quốc tế và khu vực, giúp doanh nghiệp tránh được các chi phí liên quan đến phát thải carbon trong thời gian tới. Nhờ đặc tính nổi bật mà tràm được chọn trồng tại rừng phòng hộ để bảo vệ đất, chống bão cát, chống sói mòn, cân bằng độ pH. Rừng nguyên liệu tràm này đã được công ty tràm Viên Minh gây dựng từ 10 năm nay. Ngoài việc tạo ra những sản phẩm thảo dược thì rừng còn giúp bảo vệ môi trường bền vững. Đây cũng chính là mô hình mang tính bền vững theo chuẩn ESG cho một doanh nghiệp. Cách làm của bọn mình đó là để tạo ra được một cái sản phẩm mà có chất lượng thì cần phải quản lý ngay từ cái đầu vào là cái vùng nguyên liệu. Thế thì bọn mình đã xây dựng vùng nguyên liệu và phát hiện ra là cái loài cây này nó có tác động về tính môi trường. Hiện ESG trở thành một trong những tiêu chuẩn hàng đầu để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và thu hút nhà đầu tư. Nói cách khác, ESG sẽ trở thành một phần bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn nhận vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài và xuất khẩu sản phẩm của mình sang các quốc gia khác. Như chúng tôi cũng đã tiếp cận với cả các cái khách hàng nước ngoài, họ rất là quan tâm đến việc là doanh nghiệp mà tạo ra những cái tác động về xã hội như môi trường như thế nào, thì đó là một trong những cái gần như cái yêu cầu một cái về phần mềm mà các cái doanh nghiệp nước ngoài ngoài cái sự chất lượng sản phẩm ra. Việc thực hiện ESG không còn là vấn đề là muốn hay không muốn nữa, mà nó phải là bắt buộc trong doanh nghiệp để làm sao công ty có thể phát triển được bền vững. Có thể nói, thực hành ESG với các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị đang trở thành tiêu chuẩn kinh doanh bền vững cho nhiều doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp thì việc thực hành ESG kiên định với chiến lược kinh doanh bền vững, tức là gắn lợi ích lợi nhuận của doanh nghiệp với bảo vệ môi trường, giảm thiểu khai thác tài nguyên, duy trì sinh kế của cộng đồng, sẽ giúp doanh nghiệp gặt hái được kết quả kinh doanh tốt, bất chấp khó khăn và có sự phục hồi nhanh hơn so với các doanh nghiệp khác, giúp cho doanh nghiệp phát triển xanh và bền vững. Thực hành ESG mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bởi lẽ, việc tập trung chú ý vào ESG sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị, cũng được coi là lợi thế cạnh tranh trên thị trường và sẽ góp phần kiến tạo giá trị lâu dài cho doanh nghiệp. Hơn nữa, việc đưa ESG vào hoạt động thực tiễn sẽ thúc đẩy doanh nghiệp hướng tới các phương pháp hoạt động bền vững và tiết kiệm chi phí hơn. Việc thực hiện ESG cũng sẽ thúc đẩy cái sự quan tâm của các doanh nghiệp tới cái yếu tố môi trường này và cũng đồng thời nâng cao được cái có thể nói là cái tiêu chuẩn nói chung của cái hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hướng tới việc là chúng ta sẽ tiếp tục hòa nhập và tham gia sâu vào các thị trường kinh doanh cũng như là trao đổi thương mại quốc tế. Khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy có tới 83% doanh nghiệp được hỏi cho biết việc áp dụng ESG sẽ giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào diện mạo bền vững hơn của bức tranh doanh nghiệp Việt thời gian tới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đòi hỏi doanh nghiệp phải có những nhìn nhận đúng đắn về ESG cũng như chủ động hơn trên hành trình này. Lợi nhuận thu về ở đây nó không phải là chỉ là đo đếm bằng tiền, ví dụ thông qua cái việc cắt giảm chi phí hay là cái doanh số nó tăng lên, mà ở đây nó chính là cái thương hiệu, cái giá trị thương hiệu, tạo dựng cái niềm tin đối với cái uy tín đối với lại khách hàng, mà nhất là khách hàng thế hệ mới. Vâng thưa ông, việc sớm thực hành ESG sẽ có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia? Thứ nhất, lợi ích mà doanh nghiệp có thể đạt được chính là cải thiện được kết quả sản xuất kinh doanh. Khi doanh nghiệp thực hành tốt về ESG, quản trị tốt về dòng vật chất từ đầu vào đến đầu ra. Một lợi ích khác nữa, khi doanh nghiệp quản trị tốt, thực hành tốt về khía cạnh xã hội, tạo được môi trường làm việc tốt cho người lao động, tạo ra động lực tốt hơn cho người lao động, thì năng suất lao động cũng sẽ cải thiện. Lợi ích thứ hai, các doanh nghiệp sẽ xây dựng được hình ảnh thương hiệu, thu hút được người tiêu dùng xanh. Và lợi ích thứ ba cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp thu hút được các nhà đầu tư có trách nhiệm. Và lợi ích thứ tư đó chính là ESG sẽ mang lại cơ hội hoạt động ổn định, bền vững cho doanh nghiệp.
Việc thực hành ESG lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp hiện đang còn gặp phải những khó khăn, rào cản gì ạ thưa ông? Rào cản lớn nhất đó chính là các doanh nghiệp chưa có được trang bị các cái kiến thức về thực hành ESG. Các doanh nghiệp phải có không chỉ là cam kết mà có các quá trình theo dõi, giám sát và báo cáo. Các doanh nghiệp vẫn còn có những băn khoăn khi chưa được trang bị đầy đủ thông tin, kiến thức. Một số các rào cản khác cản trở quá trình đưa ra cam kết thực hành ESG của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng có thể bao gồm đó là về năng lực tài chính, đó là về năng lực thực hiện. Với những doanh nghiệp đã có những cam kết trong quá trình thực hành ESG, các doanh nghiệp cũng cảm thấy còn có những khó khăn. Và khó khăn lớn nhất thì đó chính là hiện nay các cái quy định pháp lý còn chưa rõ ràng, minh bạch và cũng chưa có các quy định chính thức về thực hiện ESG ở Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo sẵn sàng thực hành ESG của PwC trong doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam cho thấy 60% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đang thiếu kiến thức về ESG. Hơn nữa, các doanh nghiệp này đang phải đối mặt với khoảng cách đáng kể về quản trị và báo cáo ESG trong tương quan với tình hình chung ở Việt Nam. Khảo sát cũng cho thấy sự thiếu hụt về vai trò lãnh đạo ESG trong các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Rõ ràng rằng dù có nhiều lợi ích, thế nhưng thiếu kiến thức, nguồn lực tài chính, năng lực công nghệ, đó là những khó khăn còn đang cản trở doanh nghiệp thực hành các mục tiêu ESG hiện nay. Nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây đã chỉ ra rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thể hiện sự quan tâm tới các tiêu chí ESG như là một phương pháp hữu hiệu để thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thuyết phục người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình. Theo khảo sát, có tới 80% các doanh nghiệp tại Việt Nam được hỏi cam kết hoặc đang lên kế hoạch sớm thực hành ESG. 83% doanh nghiệp hiểu ESG không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ mà đây còn là giá trị tạo dựng uy tín và lợi thế thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, việc lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Những doanh nghiệp nhỏ và vừa bản thân đã có nhiều hạn chế, khó khăn cố hữu như thiếu vốn, yếu về khoa học công nghệ, kỹ năng quản trị kém. Thách thức đầu tiên trong thực hành ESG phải kể đến đó là thiếu thông tin và kiến thức. Đa số doanh nghiệp băn khoăn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, thực hành có tốn kém hay không. Cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay ấy, đó là cái thông tin và cái sự hiểu biết đầy đủ về ESG, về các cái thành phần, các yếu tố, các cái tiêu chí, tiêu chuẩn làm thế nào để đo lường, để đánh giá được ESG, làm thế nào để lồng ghép được ESG trong cái chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Thì đấy là cái khó khăn thách thức đầu tiên. Và cái thứ hai đó chính là cái câu chuyện về nguồn lực để thực hành ESG ở trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cho biết rằng là thứ nhất là họ lúng túng về mặt nắm bắt thông tin, thứ hai nữa là mặc dù có thể biết được thông tin rồi nhưng thực thi thế nào để đáp ứng là một bài toán rất là lớn, bởi vì vẫn còn thiếu hụt những cái hướng dẫn về mặt kỹ thuật và biện pháp ở trong nước, cũng như kể cả cái trợ lực để có thể đi theo được những cái xu hướng mới này. Ngoài ra, để thực hành ESG, chẳng hạn như tuân thủ yêu cầu về môi trường, cần cải tiến công nghệ, áp dụng nguồn năng lượng mới, tất yếu phải có nguồn lực, kể cả về tài chính và con người. Dù chuyển đổi năng lượng là kế hoạch cần được ưu tiên, tuy nhiên, có không ít rào cản mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi đầu tư vào chuyển đổi năng lượng. Một trong số đó là khoản chi phí ban đầu đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vốn cần thiết. Do đó, một lộ trình chuyển đổi từng bước nên được các doanh nghiệp tư nhân cân nhắc. Bây giờ chúng ta sẽ phải nghĩ đến cả cái yếu tố môi trường nữa. Và với cái việc là từ trước nay chúng ta mới chỉ nghĩ đến quản sản xuất kinh doanh, thì chúng ta sẽ cần có những cái sự hỗ trợ, rồi có những cái đào tạo tập huấn, rồi có những cái hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc chúng ta sẽ thực hiện ESG như thế nào, và một cái khó khăn nữa, chi phí ra sao để chúng ta thực hiện các hoạt động đó. Trong bối cảnh đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn lực về tài chính cho hoạt động này cần được quan tâm. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng danh mục Bộ Tiêu chí Khoa học về phân loại xanh quốc gia, trong đó có các tiêu chí để thúc đẩy ưu đãi về tín dụng, trái phiếu cho các dự án, doanh nghiệp xanh. Đối với từng cái danh mục đấy thì chúng tôi đưa ra các cái tiêu chí ngưỡng và tiêu chí kỹ thuật để các doanh nghiệp và cũng như là các tổ chức có thể phân biệt được một dự án là dự án xanh, và từ đó những cái dự án đấy sau khi được xác nhận thì sẽ được hưởng cái ưu đãi về vốn cũng như là các cái ưu đãi khác của nhà nước về hỗ trợ về khoa học công nghệ cũng như là kỹ thuật để triển khai các dự án xanh này.
Việc ban hành một khung chính sách phân loại các dự án xanh là rất cần thiết vì giúp các tổ chức tín dụng tư nhân dễ dàng lựa chọn một cách chuẩn mực và hợp pháp các dự án để hỗ trợ nguồn vốn hiệu quả. Theo các chuyên gia, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng sự thay đổi về nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để việc triển khai các chính sách thúc đẩy ESG có hiệu quả. Với nhiều lợi ích của việc thực hành ESG mang lại, doanh nghiệp nên coi ESG như khoản đầu tư cho tương lai để thu được lợi nhuận không chỉ bằng tiền mặt mà là giá trị tăng lên của thương hiệu doanh nghiệp. Vâng, thẳng thắn nhìn nhận là ESG vẫn đang là khái niệm khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy thưa ông, chúng ta cần phải có những chính sách gì để hỗ trợ thúc đẩy ESG hiệu quả? Trước hết thì đó chính là các chính sách hỗ trợ về cung cấp kiến thức, hỗ trợ về đào tạo. Quá trình cung cấp thông tin, trang bị kiến thức về ESG cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì đòi hỏi thực hiện qua nhiều kênh và bởi nhiều các chủ thể khác nhau. Chúng ta phải có tăng cường hoạt động đào tạo về ESG trong các trường đại học, trong được thực hiện bởi các viện nghiên cứu. Chính sách hỗ trợ thứ hai thì đó chính là cơ quan quản lý cần nỗ lực hoàn thiện hệ thống quy định pháp lý về thực hiện, thực hành ESG. Trong nhóm các quy định pháp lý và có trực tiếp liên quan đến thực hành ESG thì có lẽ phải nhắc đến đầu tiên, đó chính là các cái văn bản hướng dẫn việc thực hành, thực hiện ESG. Bên cạnh việc có cái hướng dẫn chung, các nội dung hướng dẫn cũng cần có sự cụ thể hơn, cần có các văn bản hướng dẫn về thực hành ESG theo ngành kinh tế. Tiếp theo, cần có những quy định mang tính bắt buộc thực hiện ESG chung cho các doanh nghiệp cùng tham gia thị trường Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp cận nguồn lực tài chính cho thực hành ESG của các doanh nghiệp là khó khăn lớn. Vậy thưa ông, cần đẩy mạnh các chính sách ưu đãi về tín dụng xanh, trái phiếu xanh cho các dự án, cho các doanh nghiệp như thế nào để tháo gỡ rào cản này ạ? Để thúc đẩy nguồn tín dụng xanh và trái phiếu xanh, có lẽ vướng mắc và khó khăn nhất hiện nay đó chính là ở chữ xanh. Hoạt động cung cấp tín dụng là một hoạt động thường kỳ, là một nhiệm vụ quen thuộc đối với hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Nhưng thế nào là xanh, thế nào là dự án xanh thì sẽ là một khó khăn và đòi hỏi có sự tham gia của các bộ phận chuyên môn. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang trong quá trình tham gia vào việc thúc đẩy các nguồn tín dụng xanh thông qua việc có những công bố về dự thảo tiêu chí môi trường đối với hoạt động sản xuất có thể xin cấp vốn tín dụng xanh hoặc trái phiếu xanh, được gọi là danh mục xanh. Và đồng thời cũng đã có dự thảo liên quan tới việc hướng dẫn xác nhận để đảm bảo tiêu chí môi trường thỏa mãn điều kiện của danh mục xanh. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông tư hướng dẫn về việc cấp vốn tín dụng đối với các dự án nhằm kiểm soát rủi ro môi trường. Qua nghiên cứu của mình, xin ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về các cách tiếp cận đổi mới của các doanh nghiệp cũng như giải pháp thúc đẩy ESG hiệu quả tại một số quốc gia trên thế giới mà Việt Nam chúng ta có thể học hỏi ạ. Điển hình đó chính là việc xây dựng các cái văn bản hướng dẫn thực hành ESG cho các doanh nghiệp. Gần đây nhất đó chính là Trung Quốc, năm 2022 đã có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện ESG và đồng thời có những yêu cầu thông tin cần thiết trong báo cáo của ESG. Và cũng liên quan tới câu chuyện tạo động lực cho doanh nghiệp thực hiện ESG thì kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy nên có lộ trình để đưa quy định thực hiện ESG trở thành quy định bắt buộc. Cũng Trung Quốc đã có các cái bước để yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện cung cấp thông tin về ESG. Việc có lộ trình thực hiện cũng được áp dụng tương tự như vậy ở châu Âu hay Mỹ, ban đầu là từ các doanh nghiệp có quy mô lớn, các doanh nghiệp niêm yết và dần dần mở rộng các quy định và yêu cầu cung cấp thông tin nhằm thúc đẩy việc thực hiện ESG. Thưa quý vị, các khái niệm phát triển ở khối doanh nghiệp trong đó có ESG có liên quan đến nhau và ESG chính là công cụ lượng hóa để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Dù còn nhiều rào cản cần được tháo gỡ trong thực hành ESG để biến cam kết thành hành động. Tuy nhiên, khi áp dụng thành công thì ESG sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các nhà quản lý giải quyết được những khó khăn nổi cộm nhất ở thời điểm hiện tại
và nắm bắt cơ hội tốt nhất trong tương lai. Còn tại các quốc gia doanh nghiệp trên thế giới thì họ đã có những kinh nghiệm gì trong thực hành ESG một cách hiệu quả? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi mục Câu chuyện quốc tế ngay sau đây. Tại Trung Quốc, một khảo sát mới đây của Hiệp hội Thương mại Liên minh châu Âu cho thấy 95% công ty được hỏi có kế hoạch khử carbon trong hoạt động sản xuất vào năm 2050 và 46% có ý định đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030. Đáng chú ý, các công ty công nghệ hàng đầu ở nước này đang ngày càng tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến ESG, cũng như đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp của họ trên toàn thế giới. Trong đó, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và các lĩnh vực phát thải thấp đang nhận được sự quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới AI hay bất kỳ thứ gì liên quan tới ESG và tính bền vững. Chúng tôi cho rằng hai lĩnh vực này sẽ thúc đẩy thời kỳ tăng trưởng tiếp theo của Trung Quốc. Theo thống kê của công ty tư vấn Fidelity, hơn một nửa số công ty niêm yết của Trung Quốc đã công bố chiến lược ESG. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ xem việc thực hiện các nguyên tắc ESG là trách nhiệm xã hội, mà còn là một chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu. Một quốc gia châu Á khác là Malaysia đã có những điều chỉnh về hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước thực hành ESG hiệu quả hơn. Cụ thể, Ủy ban chuyên trách về biến đổi khí hậu của Malaysia đã vạch ra 5 sáng kiến nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành tài chính trong việc đẩy nhanh các hoạt động phát thải carbon thấp. Nổi bật trong số các sáng kiến này là khoản hỗ trợ lên đến 210.000 đô la Mỹ mà chính phủ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này thực hành ESG một cách hiệu quả. Tại Vương quốc Anh, các công ty thuộc lĩnh vực thế chấp và cho vay thực hành ESG bằng các khoản thế chấp xanh là các khoản tiền người dân phải nộp cho chính phủ khi đóng góp một mức phát thải carbon nhất định. Mức đóng góp này tỷ lệ thuận với mức độ phát thải của các bất động sản cá nhân. Do đó, chính sách này khuyến khích người dân mua bất động sản có xếp hạng hiệu suất năng lượng cao hoặc nâng cao chất lượng nhà ở hiện tại để đạt tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng của chính phủ Anh. Trong bối cảnh gần 60% số lượng nhà ở tại Anh đang ở dưới mức tiết kiệm năng lượng tối thiểu đề ra. Trong khi đó, tại Mỹ, ngày càng có nhiều công ty dịch vụ ăn uống áp dụng chính sách liên kết lương thưởng của các giám đốc điều hành với các mục tiêu về ESG. Ví dụ đơn cử là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Chipotle. Có tới 15% tiền thưởng khuyến khích của ban lãnh đạo Chipotle trong năm 2022 phụ thuộc vào quá trình đạt được các mục tiêu ESG. Để hoàn thành các mục tiêu đó, Chipotle đã triển khai tăng nguồn cung cấp sản phẩm địa phương, cải thiện môi trường làm việc để giữ chân nhân viên và tăng số lượng nhà hàng với các chương trình ủ phân sinh học, giảm phát thải khí nhà kính. Một số chuỗi nhà hàng khác tại Mỹ cũng đã ràng buộc mức lương của ban giám đốc với việc đạt được các mục tiêu ESG, có thể kể đến là Papa John's, Starbucks và McDonald's.